ranh giữa Kiên Lương và thành phố Hà Tiên. Bên trong bây giờ thì người nhà cùng với dịch vụ mai táng của trại hàng Công Thọ tại Kiên Lương đang chuẩn bị và sắp xếp một số đồ và sau đó đưa về Hà Tiên để an táng nha các bạn. Thì mình nghe nói là đưa tiễn rất là xa về khu núi Nhọn, đó là khu đất nhà của ông nha. Hiện tại thì bà con cô bác cùng với người thân cũng như là bạn bè thân bằng quyến thuộc của gia đình cũng đã đến nơi rất là đông đúc để mà đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Bên trong thì anh em trong đội dịch vụ mai táng của trại hàng Công Thọ cũng đang làm một cái nghi thức lễ, đó gọi là lễ phá hoàng. Ở miền Tây mình thì đám tang nào cũng có cái nghi thức này hết trơn nha các bạn. Mình sẽ quay sơ lược để cho tất cả các bạn cùng nắm và hiểu biết thêm về những cái nghi thức tang lễ của vùng đất Kiên Lương nha, cũng như là dịch vụ mai táng Công Thọ đang phục vụ bên trong nha các bạn. Hiện tại thì anh em mình đang chuẩn bị sẵn sàng để đưa về Hà Tiên, đưa về núi Nhọn nha. Đoàn đưa tang đang chuẩn bị và tất cả mọi thứ đã xong nha các bạn.
vụ mai táng của chàng hàng Công Thọ. We'll be right back.
đưa tang cũng đã đến nơi. Bên trên đây là khu đất nhà núi Nhọng của thành phố Hà Tiên. Mấy cái chân
Vậy chưa ạ? Anh em đang ở núi nhỏ của thành phố Hà Tiên. Giờ thì anh em đã xong nhiệm vụ, giờ là đi về. Phần còn lại là của các vị sư thầy cùng với gia đình làm lễ. Giờ là đội càng mình tiến hành về nha các nhà.